Đi qua tới Singapore là mình chạy đi tìm cái quán trà sữa này liền. Trời ơi, chân ái của lòng tôi. Trà sữa này ngon lắm. Lần nào mình cũng u mê. Mình qua bển mấy ngày là mấy ngày đó đều uống hết. Khi mà các bạn đến sân bay Changi, Singapore, nếu bạn vừa từ Việt Nam qua thì phải nhập cảnh trước đi ra ngoài rồi mới qua bên đây được. Đây là cái thác nước biểu tượng mới của Singapore là The Jewel. Mình hay đọc cái tên là Jewel. Đi cũng dễ lắm. Bạn bước xuống là bạn sẽ thấy những cái bảng chỉ dẫn. Bạn chỉ cần đi theo những cái chỉ dẫn đó thôi, dễ lắm. Nếu mà bạn từ Singapore mình bay về nha, có nhiều bạn sẽ bị nhầm lẫn, làm hủ tục rồi đi vào hải quan bên trong luôn, thì các bạn không có qua được bên này tham quan đâu. Cho nên á, bạn cứ lấy vé trước rồi qua bên này chơi cho đã đi, rồi sau đó là mới vào hải quan, chứ không thôi vào là không ai cho ra đâu đó. Các bạn có để ý cái cầu rừng đó không? Cái cầu đó phải được trả phí thì mới vào đó đó nha. Nhưng mà mình nghĩ đứng đây cũng đẹp rồi. Nhưng mà mình còn một cách nữa để các bạn tham quan miễn phí gần cái thác nước hơn. Bạn có thấy là cái tàu đi qua đi lại đó không? Cái tàu đó nếu mà bạn muốn đi đó, bạn sẽ đi qua từ terminal 2 sang 3 hoặc là 3 sang 2. Đó là cái tiếng duy nhất mà bạn có thể chui qua chui lại cái thác nước này. Đó là cái tiếng tàu hoàn toàn miễn phí, bạn có thể đi vô số lần. Chúng ta sẽ được tiếp cận gần hơn với thác nước. Người ta nói ở Singapore là đồ nhân tạo không à? Đúng, bởi vì đất nước của họ dù sao cũng chỉ là hòn đảo thôi, nên bắt buộc là phải có bàn tay con người can thiệp vào. Cũng có những cái cảnh tự nhiên đó nhưng mà nó không đủ. Nhưng mà nhân tạo nhưng mà họ làm đẹp, nó cũng tạo cho mình cái cảm giác rất là mát mẻ và sảng khoái. Các rãnh thác nước rất là sạch và cây cối rất là tươi tốt luôn. Mình rất là nể cái cách mà họ chăm cây cối ở đây, tươi tốt lắm luôn. Chưa chắc gì mà cây ban công nhà tôi nó tươi bằng cái cây này. Các bạn chơi đã ở đây rồi sau đó mình đi uống trà sữa nha. Trà sữa hồi nãy mình nói đó là trà sữa Chicha Sơn Tre, thực ra là nó có về Việt Nam rồi, nhưng mà khi mình uống là nói thật là nó không ra được cái mùi trà mà mình từng uống được ở Singapore. Mình không biết là công thức có bị thay đổi hay không, nhưng mà khi mình tìm uống tại Singapore thì rất là đúng cái khẩu vị mà mình thích ngay từ đầu. Cái máy pha trà ở đây nó cũng rất là hay nữa. Đứng ở tiệm thôi là cái mùi trà nó thơm lắm luôn. Cái gu trà sữa ở đây là vị cực đậm mà mùi trà lại rất là thơm. Và không có quên nhắc tới trân châu Phaimô. Thương hiệu này ở trong Singapore có nhiều cửa hàng lắm. Đi vào trong mấy cái mall lớn lớn là có hết.